phòng dán logo cho tôi đó. Mọi khi hắn ghét bà lắm cơ mà. Em xuống đây. Hà Linh, Hà Linh. Tình yêu đích thực là gì? Là khi bà yêu người đó, bà sẽ luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh họ. Bà sẽ cảm thấy nhớ nhung nè, và muốn gặp người đó, cho dù là mới gặp hôm qua thôi. Bà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện luôn, cho dù là những chuyện đó bà chưa bao giờ làm. Nam Phong, phụ nữ các cô thấy giày chật mà cứ đi làm gì cho đau chân. Sao không kiếm một đôi nào vừa vặn, đi cho thoải mái? Lạ thế nhỉ.